Hello hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ review cùng quý vị về cái sàn giao dịch phi tập trung OpenOcean và cái token OOE của sàn OpenOcean. OpenOcean là một sàn giao dịch tổng hợp thanh khoản từ CeFi và DeFi. OpenOcean lựa chọn ra một cái mức giá giao dịch tốt nhất cho các nhà giao dịch cũng như là độ trượt giá thấp nhất để quý vị lựa chọn. Và OOE là cái token của sàn OpenOcean. Đây là phân bổ OOE. Và đây là cái lịch phát hành token OOE của sàn OpenOcean. Quý vị muốn tìm hiểu về cái token OOE của sàn thì quý vị hãy vào địa chỉ doc.openocean.filen. Ở đây tôi sẽ không đi sâu về cái token của sàn. Đó. Tất cả mọi thông tin về cái token thì quý vị có thể tự tìm hiểu tại địa chỉ đây. Rồi, và nội dung chính của video ngày hôm nay, tôi sẽ cùng quý vị review về cái sàn OpenOcean.Finance. Đây là một cái sàn DeFi đã liên kết cũng như là tích hợp rất nhiều các mạng lưới. Và sắp tới, họ sẽ tích hợp thêm nhiều các mạng lưới nữa. Rồi, thì quý vị để ý ở đây, có thể thấy rất nhiều các mạng lưới này. Đó. ERC, BSC, Sol, Polygon, đó, Tron, Echo, OKChain. Thì ở đây nó có hai cái giao diện và đây là cái màn hình chính. Giao diện thứ nhất là cái giao diện Classic và cái giao diện thứ hai là cái giao diện bản Pro. Cả hai giao diện đều như nhau. Quý vị có thể sử dụng bất cứ một cái giao diện nào tùy theo ý thích của quý vị. Ở đây quý vị có thể chuyển sang chế độ sáng màu hoặc tối màu. Ở màn hình chính nó là cái biểu đồ. Phía bên dưới là danh sách các sàn. Đó, danh sách các sàn. Họ sẽ tổng hợp thanh khoản từ tất cả các sàn này. Cột bên tay trái là giao diện swap. Nó cũng giống như các giao diện mà quý vị swap trên các sàn DEX. Rồi, bây giờ tôi sẽ thử chuyển sang cái giao diện Pro để quý vị cùng tham khảo. Đây là cái giao diện Pro. Thì cột bên tay phải tay trái màn hình là danh sách các mạng lưới. Đó, danh sách các mạng lưới nha. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn cái mạng lưới ERC đi. Rồi, thì cái màn hình chính ở đây cũng là cái biểu đồ này. Cột DeFi. Cột DeFi đây là tổng hợp tất cả các sàn DeFi. Còn cột CeFi là tổng hợp từ các sàn CeFi. Còn bên dưới là quý vị có thể đặt cái lệnh mua bán. Trường hợp quý vị sử dụng cái DeFi thì quý vị chỉ việc kết nối ví, nhập cái số lượng mà quý vị muốn hoán đổi. Còn cái bên CeFi thì quý vị phải đăng nhập cũng như là đăng ký cái tài khoản sàn CEX trên cái OpenOcean này. Quý vị đăng ký thì quý vị cần phải xác minh email và cao cấp hơn là quý vị phải xác minh KYC. Tất nhiên về cái sàn CEX
trên cái OpenOcean này thì cũng ít người sử dụng, không thông dụng như là cái bên DeFi, cho nên tôi sẽ không đi sâu vào cái đăng ký bên CeFi này. Đó. Rồi, ví dụ ở đây tôi sẽ chọn cái mạng lưới Polygon đi chẳng hạn. Đó, thì giao diện nó cũng tương tự như vậy. Quý vị cũng có thể chuyển sang cái chế độ sáng màu hoặc tối màu. Rồi, thì ở đây nó cũng là danh sách các mạng lưới. Ở đây tôi sẽ chọn Connect để kết nối ví. Tôi sử dụng cái ví MetaMask. Đó. Đã kết nối. Thì quý vị sử dụng cái mạng lưới nào? Tất nhiên quý vị cần phải có cái coin của cái mạng lưới đó để làm phí swap. Ok chưa? Như ở đây là cái mạng lưới Matic Polygon. Thì quý vị cần phải có Matic để làm phí hoán đổi. Đó. Và quý vị chọn danh sách hoán đổi ở trong cái danh sách này. Đó. Và quý vị cũng có thể chọn danh sách hoán đổi từ đây, từ cái cột swap. Đó. Ở cái sàn OpenOcean này, đây là một cái sàn DEX. Nó có một cái điểm khác biệt so với các sàn DEX khác như là cái sàn Uniswap hay là sàn Pancake vân vân. Thì nó có cái khác biệt như thế này này. Quý vị chỉ có thể chọn lựa chọn các cặp để quý vị hoán đổi có sẵn ở trong này, có sẵn đã được nít. Ok chưa? Còn những cái token mà chưa được nít ở trong này thì quý vị cũng không thể hoán đổi được vì sàn họ không có, họ không lead. Và có một cái ưu điểm là thường những cái token rác hay là cái token scam họ không có lead trên cái sàn này. Đó, rất chi là ít. Vì đấy, quý vị để ý mà xem đó. Quý vị chỉ có thể hoán đổi theo danh sách các cặp có sẵn trên sàn. Đó, quý vị lưu ý nhé. Đây là một cái ưu điểm, nhưng cũng là một cái nhược điểm. Đó. Còn so với các sàn như là Uniswap hay là Pancake, thì họ có thể thêm thanh khoản bất cứ cái token mới phát hành nào. Và cái độ rủi ro về cái token scam nó sẽ nhiều hơn so với cái sàn OpenOcean này. Cái sàn OpenOcean này, quý vị chỉ có thể lựa chọn hoán đổi trong cái danh sách này. Đó. Nên là cái token scam, cái token lừa đảo nó sẽ ít hơn so với những cái sàn DEX khác. Đó. Đó chính là một cái ưu điểm, cũng là một cái nhược điểm. Thì tùy quý vị có thể sử dụng làm sao cho nó hiệu quả nhất, tối ưu nhất. Đó. Rồi. Và về cái vấn đề swap, thì sau khi quý vị lựa chọn trong cái danh sách token mà quý vị muốn hoán đổi, thì quý vị cũng nhập cái số lượng và chọn swap như là các sàn giao dịch khác. Đó. Ok chưa? Rồi. Và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Quý vị đừng quên đăng ký theo dõi để cập nhật những video mới nhất.